Kính thưa quý thính giả, hôm nay Đài Á Châu Tự Do xin giới thiệu đến quý vị buổi nói chuyện ngắn giữa Mặc Lâm và hai người tù nhân lương tâm là anh tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Chúng tôi xin chia sẻ những gì mà họ dự định làm cũng như là những băn khoăn mà chúng tôi đặt ra cho hai anh trong hoàn cảnh hiện nay. Và có 3 câu hỏi chung với hai anh và mỗi người có một câu hỏi riêng. Trước nhất là cái câu hỏi chung là xin đưa đến anh Cù Huy Hà Vũ trước. Thưa anh, cái tình trạng chung của những nhân vật bất đồng chính kiến như là ông Đồ Viết Hoạt, nhà thơ Nguyễn Vĩ Thiện và kể cả Nguyễn Vinh Kết nữa, khi sang Mỹ đó thì những sự tranh đấu của họ có gặp những khó khăn nhất định nào đó, là tiếng nói của họ hình như không được chú ý từ trong nước nữa như họ khi họ trở về trong nước. Cái điều khó khăn thứ hai là vấn đề hoàn cảnh kinh tế gia đình đã buộc họ dù muốn giờ không phải chia sẻ cái thời gian để kiếm ăn và kiếm sống. Cái khó khăn thứ ba là bị những cái ý kiến trái ngược nhau ở hải ngoại, và họ đã dành một thời gian rất lớn để giải quyết những chuyện đó. Trong 3 khó khăn đó anh thấy như thế nào? Tôi nghĩ là thế này. Cái chuyện mà đấu tranh ấy trước hết là bằng cái tâm của mình, và tất nhiên nếu mà cái tâm của mình đã có rồi, nó đi theo một cái phương pháp mà đấu tranh đúng ấy, thì sẽ có được cái sự ủng hộ ngay tại Việt Nam. Cái thứ hai, cái chuyện mà sang bên Mỹ này rồi họ phải lao vào cái chuyện cơm áo gạo tiền, thì nhà thơ Xuân Diệu đã có một câu là cơm áo không đùa với khách thơ. Đến những cái người mà lãng mạn nhất cũng còn phải chú ý đến cái chuyện cơm áo gạo tiền, bởi vì đấy là một cái sự mưu sinh để tồn tại cho bản thân mình. Mà bản thân mình có tồn tại thì gia đình mình rồi xã hội mới tồn tại được. Thế còn cái ý cuối cùng mà nói là quan điểm sang bên này rồi gặp có những cái quan điểm đồng ý không đồng ý, thì cái chuyện đấy là bình thường. Chúng ta là dân chủ, mà đã là dân chủ thì chúng ta nghe tất cả mọi ý kiến, còn sự lựa chọn là của bản thân từng người. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Còn anh Điếu Cày thì sao ạ? Tôi cũng chia sẻ với anh Mặc Lâm và quý vị khán giả như thế này. Thì nếu mà nói rằng ở trong nước ra ngoài này mà cái tiếng nói nó thay đổi đi, thì cũng có thể đúng với người này và cũng có thể đúng với người khác. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì khi mà cái môi trường đấu tranh nó thay đổi thì cái phương pháp đấu tranh cũng phải thay đổi mới đạt được cái hiệu quả. Còn cái vấn đề cơm áo gạo tiền thì ai cũng phải lo những cái vấn đề cơm áo gạo tiền ở trong cái cuộc sống này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở trong nhà tù chúng tôi còn đấu tranh còn khổ hơn nhiều ở bên ngoài. Như vậy thì cái vấn đề cơm áo gạo tiền đối với một người đấu tranh ấy, nó cũng không phải là quá nặng nề. Bởi vì khổ ở ngoài này có khổ thế nào cũng chưa thể khổ bằng trong nhà tù được. Nếu mà ở trong tù chúng tôi đấu tranh được thì ở ngoài này chúng tôi vẫn cứ đấu tranh được. Còn cái vấn đề có những cái ý kiến khác biệt thì đúng là chúng ta đấu tranh cho một cái giá trị dân chủ. Mà trong một cái xã hội dân chủ thì nó có rất nhiều ý kiến khác biệt. Và điều đó là mình phải tôn trọng. Nhưng những cái người mà chụp mũ người khác bằng cái cách vu khống ấy, thì chắc chắn rằng là bất kỳ xã hội nào cũng không chấp nhận, kể cả xã hội Hoa Kỳ này. Bởi vì tự do báo chí, tự do ngôn luận là cái quyền của người dân. Cái quyền có ý kiến khác biệt là quyền của người dân, nhưng không có nghĩa rằng có quyền tự do vu khống. Và vì thế nếu mà là ý kiến khác biệt thì chúng tôi tôn trọng, nhưng mà nếu vu khống thì họ nên phải suy nghĩ lại, tại vì pháp luật chính ở đây cũng không cho phép điều đó. Thưa anh, thì câu hỏi tiếp theo đó là về những cái hành động áp bức, sách nhiễu rồi vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam đó, thì rõ ràng là Quốc hội Mỹ cũng như Bộ Ngoại giao và đồng thời tất cả những NGO của Mỹ đều hiểu hết. Họ không có ngạc nhiên khi mà Hà Nội đã và đang lấy cái nhân quyền để làm một cái món quà đổi chác cho cái sự tự do của hai anh, cụ thể là hai anh. Như vậy thì hai anh sẽ làm gì để mà đánh động họ một cách hiệu quả hơn, thưa anh? Thưa anh Hải. Dạ, đối với cá nhân tôi thì tôi không phải là một bên trong những cái cuộc đàm phán đó. Cho nên là không thể nói rằng là chúng tôi biết là mình bị đổi chác thế này thế khác. Nhưng vấn đề là khi chúng ta tiếp nhận những nguồn tin, chúng ta phải biết rằng là đối với Bộ Ngoại giao Việt Nam mà họ đã tuyên bố thì thực ra là họ không có thả tôi, mà là tạm ngưng thi hành án. Và tạm ngưng thi hành án và phục hồi thi hành án thì nó là cái chuyện bình thường bất cứ lúc nào. Cái vấn đề thứ hai nữa là việc chính phủ Hoa Kỳ biết những cái việc này, rất nhiều tổ chức biết những cái việc này. Thế nhưng mà họ có tiếng nói đến đâu, cái đó nó còn tùy thuộc vào những cái cơ quan làm ngoại giao của họ. Bởi vì nếu tôi là một công dân Hoa Kỳ, nếu tôi là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, khi đàm phán với các nước về các cái lợi ích của đất nước, tôi cũng phải bảo vệ đất nước Hoa Kỳ, bảo vệ lợi ích của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc rằng các vị ở các nước lớn khi tham gia vào đàm phán những cái hiệp định về thương mại, giành lại cái lợi ích cho đất nước, thì đừng quên về nhân quyền của các người dân của các nước nhập tiểu. Vâng, thưa tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, thì cách duy nhất để chấm dứt những cái chuyện mà đàn áp nhân quyền ở Việt Nam là chỉ có giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam thôi. Đấy là quan điểm của tôi kiên định trước sau như một. Ngay sau khi mà tôi đã đến Mỹ vào tháng 4 thì tôi đã lao vào ngay vào cái chuyện mà soạn thảo ra cả một cái chiến lược để đánh đổ cái chế độ Cộng sản Việt Nam bằng biện pháp hòa bình. Cho nên tôi đã làm một cái bản khuyến nghị đọc tại Quốc hội Mỹ. Trong đó tôi khuyến cáo là chính quyền Mỹ nói chung trong đối thoại nhân quyền Việt Nam phải yêu cầu chính phủ Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức 3 cái điều luật 79, 88 và 258 trong Bộ luật hình sự. Bởi vì khi mà những cái điều luật phản nhân quyền này đã được hủy bỏ thì lúc ấy mọi người có quyền tự do phát biểu, tự do hội họp, tự do biểu tình, tự do tín ngưỡng, và tất cả cái đó nó đã là cái nằm mầm mống của nền dân chủ rồi. Vâng, qua cái câu trả lời của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đó thì tôi thấy hình như đây là những cái yếu điểm của người Cộng sản, và có thể là họ rất sợ những yếu điểm này, phải không ạ? Ý tiến sĩ muốn nói như vậy. Thưa anh Hải, thì anh có những cái suy nghĩ nào khác về những cái tử huyệt khác, những yếu điểm khác của người Cộng sản mà anh đã từng kinh qua cái kinh nghiệm bản thân của anh ạ? Tôi cũng xin chia sẻ với anh Mặc Lâm và quý vị khán giả như thế này. Thực chất cái chế độ Cộng sản này nó được xây dựng dựa trên cái bưng bít thông tin. Nó tạo ra một cái không gian truyền thông kín để nó định hướng dư luận xã hội, và nó che giấu những cái việc làm sai trái của nó. Như vậy thì việc mở rộng truyền thông và soi chiếu vào những cái sự kiện xã hội là khiến cho chính quyền Cộng sản này sợ nhất. Mà hai cái tử huyệt của nó đó là những cái vấn đề và Thác Bản Dốc, Ải Nam Quan hoặc là Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những cái tử huyệt của Cộng sản, và họ sợ nhất khi mà truyền thông phơi bày những cái sự thật đó ra công luận. Bởi vì bất kỳ một cái chính quyền nào khi mà đã bán rẻ lợi ích dân tộc thì người dân không bao giờ tin vào cái việc đó nữa, và họ tìm mọi cách che đậy. Nhưng bây giờ thì bằng truyền thông tự do mạnh mẽ, tất cả những cái việc đó đã được phơi bày, và đó là điều họ sợ nhất. Dạ vâng, xin được một câu hỏi riêng với anh. Là chúng tôi biết là anh sắp sửa sẽ có những cuộc gặp mặt đối với những vị dân biểu hay là nghị sĩ của Hoa Kỳ sắp tới đây. Thì thường thường đó, gặp như vậy là anh sẽ phải điều trần những gì anh biết, và anh sẽ đưa ra những cái yêu cầu của anh. Nhưng mà đặc biệt lần này anh có nghĩ rằng anh sẽ đặt câu hỏi cho họ không? Chắc có lẽ tôi sẽ phải đặt cho họ một câu hỏi. Vâng, là như vậy. Bởi vì như hồi nãy quý vị đã thấy rằng rất nhiều cái tổ chức nhân quyền, các cái tổ chức quốc tế, các cái chính phủ cũng đều biết những cái sai phạm của Việt Nam trong cái quá trình mà điều hành đất nước. Và đặc biệt những cái vấn đề vi phạm nhân quyền này đã được báo cáo nhiều lần, đã được tường trình nhiều lần. Như vậy lần này, sau khi tường trình, tôi cũng muốn hỏi đến quý vị đại biểu Quốc hội của Hoa Kỳ rằng quý vị sẽ làm gì sau khi mà nhận được những cái tường trình của chúng tôi. Và điều đó mới là quan trọng nhất, mà cái điều mà nhân dân Việt Nam và những người đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đang mong mỏi. Cũng nói về Quốc hội thì mình có thể quay về Việt Nam một chút xíu. Đây câu hỏi dành cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Nếu là trường hợp ông là đại biểu Quốc hội trong kỳ họp này và Quốc hội đang có phiên chất vấn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, câu hỏi ông đặt ra là gì? Cái câu hỏi tôi đặt ra cho Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, cũng như cho toàn bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lựa chọn cái biện pháp nào để giải thể cái chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng biện pháp hòa bình hay bằng biện pháp bạo lực. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, xin cảm ơn blogger nhà báo Điếu Cày, và xin cảm ơn quý vị đã bỏ công ra để theo dõi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.